Quá là thông minh luôn. Những người hồi xưa bị ngốc và chế tạo ra áo rồi túi xách làm gì, trong khi có thể làm một việc mất thời gian hơn rất nhiều là đục một cái lỗ trong dép ra để điện thoại vào. Về nhà mình sẽ vứt hết tủ đồ giày dép, chỉ có cái găng tay rửa bát trong đấy thôi. Đi sneaker Nike 100 triệu đồng á, chỉ có những người nghèo hèn thấp kém dưới đáy của xã hội mới làm những chuyện đấy. Ăn cắp hộp mờ của bé nào ạ? Trả lại cho nó đi. Nó học môn mỹ thuật bị điểm không về, mẹ đánh đòn bây giờ. Khó để ăn. Có mới cầm cái đũa lên cũng không làm nổi. What the freak? Cái này mỗi năm nhà chị phải tốn 100 triệu đồng, tại vì mỗi lần ăn là một lần đập cái toilet ra để lấy cái đấy lên mà. Tưởng tượng bữa cơm sum họp gia đình ai cũng như thế. Hài vậy. Chị vừa mới rời khỏi nhà đúng một giây trước. Chẳng lẽ không đi quay lại lấy kính thật mà phải mất thời gian bỏ cái băng ra vẽ cái kính vào. Khả năng tiết kiệm thời gian đỉnh cao thật sự luôn. Cái quần què gì vậy? Chị không biết cái khái niệm thìa là gì à? Thế chị ăn bằng cái gì để lớn được như thế? Cô lo lắng quá, cả tháng rồi em chưa đến trường, tốt nghiệp kiểu gì? Đâu, em có đi mà sáng dậy em nằm, em tưởng tượng là mình đến trường. Trong bộ não này thế cũng được tính rồi gì? Về sau em thi thật định thế nào? Em sẽ thi bằng cách ngồi ỉa. Cái nhiệt độ của mông em trên bồn cầu sẽ là điểm số của em. Em được cái may mắn ngày đi ỉa tỷ lần nên mông em lúc nào cũng nóng hết, chắc chắn sẽ đỗ được Harvard. Băng vệ sinh thay dép trong nhà tắm á, thông minh ghê luôn. Một gáo nước thôi là cái dép này đi tan tành còn gì. Ui, giày cao gót của chị nhìn đẹp và sang trọng quá. Đây là hàng limited 10 tỷ thôi, nhưng mà chị cảm ơn em rất là nhiều. Đôi giày của em thì độc đáo, đẹp đúng không chị? Eo ơi, kia có phải là chất lỏng màu đỏ đỏ kỳ kinh nguyệt không vậy? Đúng rồi chị, chất lỏng màu đỏ chính em là điểm nhấn độc đáo của đôi giày. Cắt tóc của chính bản thân mình để làm cái blush. What? No. Sao chị nhìn vui vẻ vậy? Cái gì, mình vừa bị rụng hết tóc chóc hết đầu á? Có cái gì đâu. Đúng như là hôm nay đến lượt em Quỳnh Anh lên chữ nhật. Vâng ạ, à, em không dùng cái rẻ bình thường đâu, em sẽ dùng cái quần của mình ạ. Cái gì vậy, thôi mặc lại đi. Cô có muốn áo không, em cởi luôn áo này. Ở nhà em có thế này à? Vâng, nhà em mỗi khi dọn dẹp, người thì cởi quần lót này, người thì cạo chọc đầu này, người thì dọn nhà bằng cách đánh răng bùm bùm này. Cực kỳ văn minh và hiện đại. Content này là cho trẻ em 9 tháng tuổi à? Đứa 1 tuổi nó cũng biết là đây không phải là sự thật. Nghĩ lại cái kênh này hữu ích cho mình. Mình làm thế này ở trường học ấy, 100% không hề bị điểm không, không hề bị thầy cô chửi bới đâu. Cảm ơn chị vì đã chỉ dạy cho em cách uống nước canh đúng. Người ta phải dùng dĩa để uống nước canh, ai lại dùng thìa bao giờ? Bạn mà dùng thìa. Quá thất vọng. Chị đã sửa bằng cách làm cái thìa bằng cái giấy. What? Nước nó sẽ vẫn bị chảy ra mà. Làm ơn đi, đừng có làm mấy cái trò xám xí này nữa. Nhấc cái mông dậy đi và bếp ly cái thìa hẳn hoi đi. Cái gì vậy? Cái toilet nhìn sáng sủa thế này có bị gì đâu. Anh ấy tự đục một cái lỗ, tự giúp họa bản thân mình. Ổn phết.
phết. Mình sẽ dừng việc mua bọc vở, bọc iPhone. Mình có con điện thoại này cực kỳ lành lặn, nhưng mà ai cần thiết đâu, vứt luôn cái vỏ đi. Mình sẽ mua một đống mì tôm Hảo Hảo làm thành cái ốp. Nhìn chung kênh này khá tệ nên mình thử lên xem cái TikTok xem nó có khá khẩm lên một tạo nào không. Đất sạch như thế mà lồng vào bồn cầu làm gì? Bao nhiêu vi khuẩn trong đấy? Chị này chắc là yêu thương động vật quá mà vi khuẩn cũng không dám nỡ để ngồi lên luôn. Đây là một video quảng cáo trên TikTok, nó khó hiểu. Kinh khủng, chị này đầu tiên là bị xe lột váy. Nhìn nó không hề giống cái rẻ lau. Sau đó thì anh kia giơ cái app quảng cáo lên, show cho mình xem những cái ảnh xinh lung linh. Caption là hãy biến mọi khoảnh khắc trở thành đặc biệt với Lens app. Các bạn có hiểu là chuyện gì đang xảy ra không? Ôi chị ơi, em bị mắc xương gạn. Trời ơi, gọi bố mẹ hộ em gái của chị đang không thở được và đang đau đớn đó. Cơ hội tuyệt vời cho một nụ cười tự tin, cười tươi lên em. Hãy biến mọi khoảnh khắc cả cái đau khổ nhất thành một nghệ thuật. Chưa gọi bác sĩ hộ em, đau quá chị. Đúng rồi, em xinh gái qua đi mất, cái app này đúng là đỉnh cao. Hoàn hảo quá em. Làm gì có chuyện gì xảy ra? Có một video những mẹo học đường thiên tài mà bạn nên biết. Wow, tức là mình có thể biến điểm 0 thành điểm 10 chỉ bằng cái keo dán thôi á. Thế này thì mọi tội lỗi sẽ không bao giờ được xử phạt. Lại một mẹo thiên tài nữa, các bạn bỏ thời gian đi học cấp 3, học đại học thì lấy kiến thức bổ ích, giúp ích sự nghiệp làm gì. Dừng như thế lại, chỉ cần lấy một tờ giấy trắng, đóng chữ bằng đại học là mọi người tin sái cổ luôn. Cầm cái tờ giấy đấy đến nhà tuyển dụng, người ta tuyển thẳng ngay, lương một tháng khởi điểm 100 triệu liền. Đây là video những cách để khiến bạn tự tin hơn mỗi ngày. Cái gì? Làm gì có chỗ làm nào mà một người gõ máy tính còn người kia đứng ngay bên cạnh cắt bóc cải? Làm ở đâu vậy? Em đừng ăn sống cho nó vừa trên đầu xong. Hôm nay có những môn nào nhỉ? Toán, văn, ốp có cái thùng rác bên cạnh. Ồ, tao tìm được quả chuối rồi, bô kiến đậu kiểu tỏm quá đi mất. Dân chơi là phải ăn từ thùng rác lên. Chị này bị dở hơi không vậy? Mình đoán là khi không hài lòng với một ai đấy, mình không nên góp ý, chia sẻ thật lòng với người ta để họ cải thiện, mà chỉ nên về nhà xả cái nước ra xong đánh vào nó. Đúng rồi, làm gì có khái niệm quyền riêng tư trong một mối quan hệ đâu. Một mối quan hệ tốt đẹp nên được xây dựng dựa trên sự nghi ngờ, lừa dối lẫn nhau. Đây là video 43 sai lầm mà bạn cần phải dừng mắc lại. Cái gì? Con gái có đôi chân và đôi chân đấy có thể vắt chéo được á? Đây là một chuyện rất sai trái, không thể chấp nhận được. Tức là ăn pasta phải ăn với cái dĩa và với cái thìa. Common là ở Italy ăn pasta với thìa tương đương với việc chửi thề. Bạn mới là người sai ấy. Một người đến từ Italy, cái nơi mà chế tạo ra pasta, có quyền nói ở đây á. Bạn không có quyền, ok. Chỉ có một cái kênh dạy làm dép từ băng vệ sinh mới có quyền bảo mình là nên ăn pasta như nào cho đúng thôi. Có mùi phân biệt chủng tộc ở đây. Nó làm như vậy xúc phạm người Việt luôn. Tại vì người Việt hồi trước dùng chữ nôm á. Mình nói thẳng ra là mình thấy chữ tượng hình, chữ Trung Quốc rất là đẹp, có tính thẩm mỹ cao. Tóm lại những mẹo vặt lại như thế này. Bạn có phải là một đứa uống nước như này? Dừng lại hay lấy cây bút thọc xuống rất tiện lợi, chỉ là không được giọt nào thôi. Mình nói đến đây thôi, mình cảm thấy thông minh hơn rất nhiều sau khi xem những cái mẹo vặt cuộc sống này. Hy vọng chúng ta dành thời gian chất lượng với nhau. Bye.